Em ơi, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ tiếp tục làm một cái video giới thiệu cho tất cả các anh chị mình một mặt hàng hoa lan cách ly da tem nữa nha anh chị. Đây, cây em đang quay đây là cây này, là cây sai giảm quai The Best nha. Tên khoa học là sai giảm quai The Best. Cây này là một cây rất là nổi tiếng, hồi xưa rất nhiều anh chị săn lùng để mình sưu tầm nha. Cây này khuôn hoa rất là tròn, hoa khá là tròn, hoa to, lưỡi mở nè, cánh hoa là màu trắng. Đây là hoa em mới nở hôm nay nha, là màu hơi hơi ngà. Nó màu trắng hơi ngà ngà nha, 1-2 ngày sau nó sẽ trắng tinh. Và đây, điểm nhấn của nó là trong cái họng này của nó màu vàng. Đây, anh chị thấy nè, lưỡi thì mở banh, là banh to. Nó trong họng màu vàng, khuôn hoa chị xem là rất là to. Rất là to và rất là tròn. Và đặc biệt cái cây sai giảm quai The Best này á. Cây này là thân lùn nha anh chị. Thân của nó rất là thấp. Đây, anh chị xem cây đăng hoa của em nè. Cây của nó cũng rất là thấp, thân rất là thấp. Hoa cây khoảng tầm 25-30 cm thôi. Nói chung là thân, cạn thân của nó là thấp nhỏ. Đây, cây chậu cây thân nào cũng thấp như thế này. Thân thấp nè. Cái lá thì đây. Thân thon cao, lá thì hơi vặn ở trên đầu. Tạc lá cũng khá là dày và cứng. Lá cây sai giảm quai rất là dày và cứng nha anh chị. Đây, nó vặn ở từ dưới cuốn lá nè, nó sẽ vặn lên trên cái đầu thân như thế này, trên đầu ngọn lá như thế này. Đó, đây là tạc lá của hàng sai giảm quai The Best. Đó, anh chị xem cây này hồi xưa khi mà mới xuất hiện thì rất nhiều anh chị mình sưu tầm nha, vì hoa rất là to, rất là đẹp. Màu trắng nữa. Nhìn rất là cưng. Hoa này thì bây giờ hiện tại vườn em đang bán là với giá là 135 đến 150 ngàn nha anh chị. Đó là chậu cây như thế này. Đây là cây hàng lá. Hàng lá tức là cây hàng thân, không hoa, không nụ, hoặc là những cây đã có hoa rồi. Đây là những cây chậu cây hàng lá của vườn em, là hàng lá là như thế này nha anh chị. Đó, khi mà một cái thân như thế này nó đứng thân rồi thì lúc đầu những cái mắt của nó nè, mắt ngủ dưới này của nó nè, nó sẽ sưng lên và nó sẽ mới đẻ thân con nha anh chị. Đó, cây hàng lá tức là cây đã trưởng thành, và sai cây trưởng thành là có thể cho hoa rồi. Đó là cây hàng lá, chứ không phải là hàng lá, là hàng là thân tơ, cắt không có thân tơ hoàn toàn nha anh chị. Và nó sẽ bắt đầu nó lên thân, nó đứng thân thì thân nó sẽ cho hoa, hoặc là thân nó sẽ đứng cứng cáp như thế này thì nó sẽ bắt đầu nó đẻ một cái thân con. Con bắt đầu khi mà đủ sức thì nó sẽ cho nụ, cho hoa như thế này. Đó là cây cách ly da, là nó khi mà nó một thân mới của nó cho hoa hoặc là đủ sức cho hoa rồi thì bắt đầu nó già thân, thì nó bắt đầu sưng mắt và đẻ thân tiếp theo mới cho hoa tiếp nha anh chị. Đây, cây sai giảm quai The Best rất là đẹp. Rồi, em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.